Kính thưa bà con nông dân, trong thời gian qua thì việc mà bà con ta lạm dụng phân bón hóa học cũng như là thuốc bảo vệ thực vật thì đã làm giảm cái chất lượng hàng nông sản cũng như là ảnh hưởng tới môi trường. Cũng chính vì thế mà trong thời gian qua các cái cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp cũng bàn nhiều tới cái việc mà làm sao để mà có một mô hình canh tác nào đó làm ra các cái sản phẩm nông nghiệp an toàn cũng như là không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Trong đó có cái việc mà sử dụng các cái chế phẩm sinh học là một trong những giải pháp được xem là đúng đắn. Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tới thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp có ứng dụng chế phẩm sinh học ở một số địa phương như là ở tỉnh Thái Bình và tỉnh Thanh Hóa. Sau đây mời bà con cùng đi tham quan các mô hình. Đầu tiên, chúng ta cùng tham quan mô hình trồng dứa áp dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái. Trên cây dứa của nông trường Đồng Giao thuộc tỉnh Ninh Bình, sau 6 lần phun chế phẩm vườn sinh thái cho kết quả, cây dứa xanh hơn, lá dày hơn, tốc độ sinh trưởng và phát triển nhanh hơn so với những lô đối chứng, đặc biệt giảm tới 40% lượng phân NPK so với cách trồng thông thường. Điều này đồng nghĩa với việc giảm một phần chi phí, làm gia tăng lợi nhuận kinh tế. Vậy, trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu về chế phẩm vườn sinh thái. Tại sao lại nên áp dụng? Chế phẩm sinh học vườn sinh thái do nhà khoa học ông Lý Trường Giang người Trung Quốc nghiên cứu ra. Chế phẩm là một dạng hỗn hợp, cô đặc, được sản xuất bằng công nghệ nano tiên tiến. Công nghệ nano là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, mà ở Việt Nam, các sản phẩm phục vụ cho nông nghiệp hầu như chưa có sản phẩm nào được sản xuất theo công nghệ này. Thành phần chính có trong chế phẩm này bao gồm 5 thành phần. 1. Axit amin, tức là đạm hữu cơ, làm tăng năng suất và chất lượng nông sản, đặc biệt làm tăng sức đề kháng cho vật nuôi, cây trồng. 2. Khoáng chất. 3. Vitamin, tăng cường sức đề kháng, tăng khả năng chống chịu lạnh, hạn, úng cho cây, kích thích quá trình hấp dinh dưỡng trong cây. 4. Enzyme, kích thích quá trình chuyển hóa và trao đổi chất. 5. Vi sinh vật hữu ích, đây là thành phần vô cùng quan trọng. Các vi sinh vật này có thể chịu đựng được ở điều kiện nhiệt độ từ 0 đến 80 độ C. Có tác dụng cố định nitơ trong không khí rồi chuyển hóa thành đạm cung cấp cho cây trồng, phân giải các độc tố có ở trong đất, phân giải lân, kali và các chất hữu cơ trong đất từ dạng không tan thành dạng hòa tan, giúp cây trồng dễ hấp thụ và làm cho đất trở nên tơi xốp. Kích thích hệ vi sinh vật trong nước phát triển và cải thiện môi trường nước trở thành ít ô nhiễm và giàu dinh dưỡng. Giàu dưỡng khí tạo điều kiện cho thủy hải sản phát triển tốt. Sử dụng sản phẩm vườn sinh thái với các loại cây trồng giúp bà con nông dân giảm 30 đến 50% lượng phân bón đang dùng, làm tăng cường sức đề kháng cho cây trồng, hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, làm tăng năng suất và chất lượng cây trồng, tăng năng suất khoảng 20 đến 30%. Thưa bà con nông dân, bà con vừa được theo dõi một số hình ảnh của bà con nông dân ở nông trường Đồng Giao, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình áp dụng sử dụng cái chế phẩm vườn sinh thái trong cái việc mà trồng dứa cũng như là trồng các cái cây hoa màu khác ở địa phương. Trước ích lợi mà bà con ở đây cho biết thì chúng tôi cũng rất là muốn là bà con theo dõi chương trình truyền hình cùng chia sẻ với chị Nguyễn Thị Nguyệt là chủ tịch Hội Nông dân thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình và chị Trần Thu Trang là kỹ sư nông nghiệp, người mà cũng là theo dõi sát sao cái mô hình mà trình diễn ở trồng dứa ở huyện Đồng Giao. Thì thưa chị Nguyệt, là một cái đại diện cho Hội Nông dân của thị xã thì chị có thể nói qua về cái điều kiện sản xuất nông nghiệp của bà con ở địa phương được không?
Thưa anh, là đối với thị xã Tam Điệp chúng tôi với diện tích tự nhiên là trên 10.000 ha, trong đó thì cái diện tích đất nông nghiệp là trên 4.000 ha. Thì đối với cái diện tích đất nông nghiệp này, chúng tôi có thể phát triển đa dạng cây trồng và con nuôi. Thế thì xuất phát từ cái nhu cầu thực tế của bà con nông dân, cũng như là thực hiện cái nghị quyết 10 của tỉnh ủy và đề án 15 của nhân dân tỉnh về việc tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác giảm nghèo, thì đối với trăn trở của các cấp hội nông dân của chúng tôi là làm thế nào tìm ra hướng đi thuận lợi nhất giúp bà con nông dân là tăng cái năng suất sản lượng, cũng như là tăng cái giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Thế thì được sự quan tâm chỉ đạo của hội nông dân tỉnh, cũng như là sự chỉ đạo sát sao của thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã Tam Điệp, thì các cấp hội chúng tôi đã tiếp cận với công ty Trung Việt và tổ chức nhiều các buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp các cấp hội nông dân chúng tôi nắm bắt được cái sản phẩm vườn sinh thái. Thế thì sau khi mà chúng tôi tổ chức các cái buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật, thì các hội viên nông dân ở dưới các cơ sở chúng tôi đã nắm bắt được cái tính năng tác dụng của cái chế phẩm vườn sinh thái. Nó là một sản phẩm sinh vật học sạch và không ô nhiễm môi trường, và trong khi đó thì nó lại không có các cái kích hoạt tố, cho nên là bà con chúng tôi, nông dân chúng tôi cũng trước hết là đã xây cái sản phẩm này và đưa vào khảo nghiệm trên tất cả các cái trồng có nuôi, một số cái trồng có nuôi chính đối với địa bàn thị xã chúng tôi. Thì bước đầu qua cái khảo nghiệm, chúng tôi có kết luận một điều là đối với sản phẩm vườn sinh thái, đối với một số cây trồng ngắn ngày như cây lạc, cây ngô và các cái trồng khác, qua thực tế chúng tôi đã đưa vào khảo nghiệm làm cái chế phẩm sinh thái đối với một số cung đoạn của cây dứa. Thì năm vừa qua chúng tôi đã thí điểm trên cây dứa chỉ với giai đoạn là khi mà dứa đã được xử lý và quả đang sinh trưởng phát triển, thì sau khi thu hoạch chúng tôi có một kết luận là năng suất dứa tăng hơn so với đối chứng, và đặc biệt là chất lượng dứa và quả, chất lượng dứa là ngọt hơn. Cho nên là từ cái thực tế này, chúng tôi đã liên kết với công ty Trung Việt và đề nghị với công ty là đưa vào cái mô hình thí điểm. Thì thực tế công ty đã tạo điều kiện giúp đỡ các cấp hội chúng tôi, mà đặc biệt là hội nông dân xã Quang Sơn chúng tôi làm thí điểm 1 hecta dứa với 3 công thức. Thì đến nay cây dứa đã sinh trưởng phát triển được 7 tháng. Nhìn chung so với đối chứng thì chúng tôi làm trên 3 công thức. Công thức thứ nhất là không xử lý cái chế phẩm vườn sinh thái, và công thức thứ hai thì có sử dụng chế phẩm vườn sinh thái nhưng mà giảm bớt 40% lượng phân bón tổng hợp các loại, và công thức thứ ba là chúng tôi vẫn sử dụng là 100% lượng phân bón, sau đó có sử dụng chế phẩm vườn sinh thái. Thì báo cáo đồng chí là qua thực tế thì chúng tôi so sánh là đối với cái công thức sử dụng chế phẩm vườn sinh thái thì đến nay cây dứa sinh trưởng phát triển là cây cao hơn, bản lá to dày hơn và khả năng quang hợp tốt, và cái tỷ lệ mà dứa bị thối nõn thì đã rất là thấp. Cho nên là qua đây thì chúng tôi cũng sơ bộ kết luận một điều là đến giai đoạn này thì chế phẩm vườn sinh thái đã phát huy hiệu quả tốt đối với cây dứa trên địa bàn chúng tôi. Thì trong giai đoạn tới mong rằng công ty cũng như là các nhà khoa học tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ các cấp hội chúng tôi để đưa vào khảo nghiệm, trước hết là thành công đối với cái mô hình sử dụng chế phẩm vườn sinh thái đối với cây dứa, đem lại hiệu quả cao nhất đối với bà con nông dân chúng tôi, làm sao mà đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền ở đây là xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Bên cạnh đó thì cũng mong các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện, và nhất là các nhà khoa học quan tâm giúp đỡ cho hội viên nông dân, cho các cấp hội chúng tôi làm sao đưa các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật không những cây trồng và trên cả con nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất đối với người nông dân. Thưa chị, thì có một cái thực tế là bây giờ không ít các cái mô hình sản xuất nông nghiệp của mình, cũng như là các bà con nông dân, người ta chưa quan tâm đến cái vấn đề mà chất lượng hàng nông sản, mà chúng ta vẫn nói là nông sản sạch đấy. Thế vậy thì với vai trò là một cái lãnh đạo của một cái hội nông dân, thì chị thấy là cái tình trạng mà sản xuất mà áp dụng lạm dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật, rồi các cái loại phân bón hóa học, rồi các cái phụ phẩm mà nó không tốt cho môi trường, cũng như là ngay trong cái thực phẩm bán ra thị trường, thì chị cảm nhận điều đó ở địa phương mình thế nào, và cái cách tiếp cận xử lý vấn đề đấy ở địa phương mình như nào chị? Xin báo cáo đồng chí là đối với sản xuất nông nghiệp hiện nay thì vấn đề cơ bản là
đang quan tâm nhất đối với bà con nông dân cũng như là tất cả người tiêu dùng là sản phẩm sạch. Thì báo cáo với các đồng chí là đối với nông nghiệp chúng ta thì hiện nay không những trên địa bàn rộng mà cũng như địa bàn thị xã chúng tôi thì vấn đề lạm dụng về thuốc bảo vệ thực vật cũng như là sử dụng phân bón không đúng liều lượng thì nó có mang lại nhiều cái hậu quả khôn lường, ví dụ như là cái sâu bệnh trên các loại cây trồng cũng như là dịch bệnh đối với chăn nuôi thì thường phát sinh lớn. Hai nữa là cái sản phẩm bán ra thì không được người tiêu dùng sử dụng với một cái độ tin cậy cao. Chính vì thế mà vấn đề quan tâm của các cấp hội chúng tôi không những muốn đưa tăng năng suất sản lượng nhưng vấn đề quan tâm của chúng tôi là chất lượng sản phẩm. Thế thì tại sao chúng tôi dùng áp dụng cái chế phẩm sinh học vườn sinh thái vào đối với cây trồng cũng như con nuôi? Thì qua nghiên cứu cái lý lịch về thuốc cái chế phẩm vườn sinh thái này, chúng tôi thấy là đã được Bộ Nông nghiệp đã quan tâm và cho phép lưu hành ở đây các cái dư lượng về các cái chất độc hại đối với cây trồng cũng như sản phẩm nông nghiệp thì cho phép, tức là ở mức độ thấp nhất, cho nên là tôi nghĩ rằng đây cũng là một điểm chúng tôi đang tin cậy để gửi gắm vào cái sản phẩm này để chúng tôi tiến hành thí điểm và thực tế áp dụng trên đồng ruộng của đơn vị thị xã chúng tôi. Cảm ơn chị. Thưa chị Trang, thì là trong cái theo dõi như mọi người nói là cái chế phẩm sinh học mà vườn sinh thái thì được chiết xuất từ cái gọi là tảo biển ạ. Và theo công nghệ nano thì chúng tôi nghĩ là rất nhiều bà con nông dân là chắc cũng không hiểu rõ, nắm rõ là cái công nghệ nano nó có cái tác dụng như nào. Thì chị có thể nói kỹ hơn về cái công nghệ này được không? Dạ vâng, đối với cái sản phẩm vườn sinh thái thì nó có cái sự khác biệt do với một số các cái chế phẩm mà bà con của chúng ta đang thường dùng, bởi vì là nó được chiết xuất theo cái công nghệ nano tiên tiến. Và cái công nghệ nano này thì theo như tiếng Hy Lạp đó là những cái phân tử vô cùng nhỏ bé, và 1 nanomet thì bằng 10 mũ trừ 9 mét. Và người ta đã làm nó được chiết xuất, cái chế phẩm vườn sinh thái này thì được chiết xuất từ sông tảo biển theo công nghệ nano, và nó được chiết xuất và cô đặc lại rất là với một cái lượng rất là nhỏ, nên khi mà bà con sử dụng của chúng ta sử dụng đấy chỉ cần một lượng nhỏ thôi, khoảng 5 ml sản phẩm, bà con có thể hòa với 10 đến 15 lít nước thì có thể phun một diện tích cây trồng bất kỳ các loại cây trồng nào đều có thể phun với một diện tích là 360 m², tương đương một xào Bắc Bộ. Và tại sao mà cái sản phẩm vườn sinh thái này lại có cái hiệu quả đến như vậy là bởi vì cái thành phần chính của cái sản phẩm này thì đó là thành phần axit amin, rồi là các nguyên tố vi lượng, các cái nguyên tố đa lượng, các cái thành phần vi sinh vật hữu ích, các enzyme và vitamin, và đặc biệt đó là những cái chủng vi sinh vật hữu ích. Thì trong cái chế phẩm này thì người ta đã đưa hàng tỷ vi sinh vật vào dưới dạng nha bào, và nó có thể chịu đựng được cái điều kiện nhiệt độ từ 0 đến 80 độ C. Và chính cái vi sinh vật này thì nó có khả năng cố định được cái nitơ trong không khí để chuyển hóa thành đạm và cung cấp cho cây trồng. Nên là bà con, rồi là những cái thành phần về axit amin, nó giúp tăng cường cái khả năng sức đề kháng cho cây trồng và vật nuôi. Nên khi sử dụng cái sản phẩm vườn sinh thái này đối với cây trồng và vật nuôi, ngoài việc tăng năng suất còn làm tăng cái chất lượng của sản phẩm lên, và đồng thời nó còn có khả năng làm tăng cường cái sức đề kháng cho vật nuôi và cây trồng. Bởi vì khi mà các cái thành phần axit amin là những cái thành phần mà cấu tạo nên kháng thể, giúp cho cái cơ thể của vật nuôi và cây trồng của chúng ta tăng cường được cái sức đề kháng, và đặc biệt là những cái chủng vi sinh vật hữu ích có trong cái chế phẩm này có khả năng ức chế đối với một số các cái chủng loại về nấm hoặc vi khuẩn trên cây trồng hoặc vật nuôi. Vâng, xin cảm ơn chị. Thưa bà con nông dân, thì cũng tại nông trường Đồng Giao thì là một số hộ nông dân trực thuộc hội nông dân của thị xã là cũng áp dụng cái chế phẩm vườn sinh thái trên đối tượng là vật nuôi. Bây giờ mời bà con cùng đến thăm hộ gia đình mà áp dụng cái chế phẩm sinh học này trong cái vấn đề chăn nuôi trong gia đình mình. Gia đình anh Nguyễn Xuân Trình, chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Bãi Sải, xã Quang Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, có nghề nuôi dế, nuôi gà, trồng ngô, trồng lạc. Cách đây một năm, gia đình được tham gia khóa tập huấn về phương pháp áp dụng chế phẩm vườn sinh thái trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Thấy hay, gia đình làm thử. Anh Hòa chế phẩm cho gà ăn, đồng thời phun vào ruộng ngô nhà mình. Không dùng phân bón hóa học, cũng không dùng thuốc trừ sâu. Nhưng không vì thế mà việc chăn nuôi, trồng trọt gặp dịch bệnh. Ngược lại, đàn gà lại không gặp dịch bệnh, ruộng ngô cũng phát triển xanh tốt. Tôi là một chi hội trưởng, chi hội nông dân. Thì trong cái năm ngoái thì là sự quan tâm của thị hội và xã Quang Sơn
là có mời cái đoàn của công ty đấy, là về là chuyển giao khoa học kỹ thuật ở tại cái nhà văn hóa thôn Bãi Thải đây này đấy. Thì từ đó thì là tôi là cũng xin là lấy lên cái chế phẩm này để áp dụng vào cái mô hình sản xuất nhà mình. Thì thực tế ra nói thì tôi nhà tôi là chủ yếu là tôi sản xuất bằng là trồng màu, cây màu thôi. Thì là trồng cây ngô, cây lạc, cây quy từ. Thì đấy là riêng về năm ngoái là tôi sử dụng ba cái loại thuốc này cho ba cái cây trồng đó và kết hợp với lại chăn nuôi gà. Đấy là dùng những cái chế phẩm này. Thì thực tế ra là tôi thấy nó có một cái như thế này. Tôi trồng 3 vụ ngô trên cùng một mảnh đất. Đấy, thế nhưng mà có hai vụ là tôi không sử dụng vườn sinh thái. Đấy. Thì cái vụ trước ấy, thì là khi đấy là chưa có thuốc, chưa có cái chế phẩm này. Nhưng vụ thứ hai thì khi có chế phẩm này là tôi sử dụng ngay. Nhưng cái vụ thứ ba là cái vụ xuân vừa rồi đây này. Thế thì là trời tiết nó mưa quá. Mà tôi trồng ngô lại trồng sen vào lại. Thế là mình lại không phun được cái thuốc đó. Thì coi như là mình không được ăn. Đấy. Thì là qua 3 vụ ngô tôi trồng trên cùng một mảnh đất. Đấy. Thế nhưng mà chỉ có một vụ tôi sử dụng thì tôi được ăn. Đấy. Còn hai vụ mình không sử dụng là không ăn. Và ngoài ra đối với cây lạc thì nói đúng mức ra cái vụ lạc vừa rồi là cái thời tiết nó cũng không được thuận lợi cho lắm. Đấy. Nhưng mà nếu tôi không sử dụng vườn sinh thái thì chắc tôi cũng không được ăn. Bởi vì có một nửa tôi không sử dụng vườn sinh thái bởi vì nó mưa quá không phun được. Đấy. Thì là đúng là năng suất nó kém hẳn. Đấy. Hai, ba nữa là cho cây tử. Đấy. Thì cái cây tử cùng trên một cái diện tích đất. Đấy. Nhưng mà tôi sử dụng vườn sinh thái mà người ta không sử dụng vườn sinh thái thì đúng là năng suất của tôi có hơn hẳn. Đấy. Cái mẫu mã của cái cổ nó đẹp hơn. Đấy. Hai nữa là nó năng suất hơn. Đấy. Cái thứ tư nữa về chăn nuôi thì các anh nhìn thấy cái lông con gà nó rất bóng. Đấy. Hai nữa là cái chất lượng thịt thì đúng là ngon thật. Đấy, cái da của nó ăn rất giòn. Đấy. Thì rõ ràng đây là cái hiệu quả mà của cái chế phẩm vườn sinh thái thì đó là ta không cần phải nghi ngờ gì nữa. Ở xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, mấy năm gần đây bà con nông dân mở rộng diện tích trồng cây rau rút. Tuy nhiên, việc bón phân tươi xuống ao là vấn đề nhiều cán bộ nông nghiệp rất lo ngại về vệ sinh môi trường và chất lượng nông sản. Và chuyện với ông chủ tịch hội nông dân xã, bác Phạm Thế Hoàng, áp dụng chế phẩm sinh học cho ao trồng rau rút đã được các hộ trong xã áp dụng làm theo. Theo bác Hoàng, áp dụng chế phẩm sinh học sinh thái đã giải quyết được vấn đề môi trường, đồng thời tạo nguồn dinh dưỡng cho cây phát triển. Rau nhà bác phát triển dài hơn, thân rau giòn và thơm hơn. Không chỉ áp dụng cho ao rau, gia đình còn áp dụng cho cả ao nuôi cá. Chỉ với một nắp chế phẩm pha với một xô nước, tưới đều khắp mặt ao là đã có thể giải quyết được môi trường nước. Đặc biệt, các chủng vi sinh vật có ích trong chế phẩm sẽ ức chế các chủng vi sinh vật gây hại cho vật nuôi. Cũng theo sự giới thiệu của các kỹ sư nông nghiệp, nhóm phóng viên của chuyên mục Bạn của Nhà Nông tiếp tục đi đến nông trường trồng mía Vân Du thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa để ghi nhận về những kết quả của chế phẩm sinh học vườn sinh thái. Theo bà con nông dân tại nông trường cho biết, họ phun chế phẩm sinh học cho mía 5 lần từ lúc bắt đầu đẻ nhánh cho đến kết thúc thời kỳ mía phát triển thân lóng thì đã giảm được 3 tạ phân đạm trên 1 hecta. Mặc dù giảm phân bón nhưng mía vẫn sinh trưởng tốt, lá mía to và sáng, quá trình vươn lóng diễn ra nhanh hơn. Đặc biệt, hàm lượng đường cũng tăng so với các cây không phun chế phẩm. Năm ngoái thì là bác Hồng có đưa cái sản phẩm này cho chị thì chị vẫn không tin. Nhưng mà chị thử lấy một lọ và làm thử 8 sào. Thì cái đám đấy của năm các năm trước thì là được 70 tấn. Nhưng đến cái năm ngoái là thu hoạch là được 85 tấn. Thì năm nay chị dùng toàn bộ cả gần chục héc là mía, là có nghĩa là tốt. Có lẽ năm nay phải lên được hơn 100 tấn. Đấy là chắc chắn. Vì chị đã dùng từ năm ngoái chứ không phải bây giờ. Không, cái đấy thì lại vô tư, không phải đeo khẩu trang, không phải gì hết. Cứ thế là phun, cứ thế đi phun thôi. Ừ. Bởi vì cái này nó là cả người cũng dùng được, lợn gà cũng dùng được, cá cũng dùng được, cây con cái gì, rau quả gì là ta đều dùng hết mà. Chị đều dùng vào cây na này, cây rau cải này,
rồi là tất cả các cái cây, cây bưởi này đều phun xong rau là xong, nghĩa là cũng ăn luôn thôi. Có nghĩa là so với cái loại mà phân thuốc cũng bảo vệ và trước thì trong cái việc mà sản xuất nông nghiệp thì chị cảm thấy là thấy là năng suất nó vẫn hơn, và các cái cây, cây cải thì nó cái màu của nó vẫn xanh hơn và nó vẫn to hơn, là mình làm nó ra năng suất hơn nhiều. Đấy là thực sự chứ không phải là nói thêm lên đâu. Bởi vì chị làm 2 năm rồi, dùng 2 năm rồi. Thì năm nay là đưa sang đây để làm cái đám mía này. Cái này là cái sinh thái về cái sản phẩm của cái công ty đưa vào, thì cũng như thế là cái chủ trương của các cái đơn vị sản xuất kinh doanh như chúng tôi, thì cũng rất muốn là tạo điều kiện cho những các cái đơn vị về cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để đưa vào. Thì trong cái bước đầu là công ty đã đưa vào đây, là chúng tôi đã đưa cho nghiệm cho vườn mía và hộ tại đội 1 của nông trường. Thì trong cái quá trình thực hiện thì đến nay trong cái bước đầu chúng tôi thấy có một cái hiệu quả ban đầu thì trông thấy. Nhưng để đánh giá cái kết quả của cái công ty đưa vào cái sản phẩm này để đạt hiệu quả tốt thì chúng tôi cũng phải có một cái thời gian sau khi để kết thúc vụ ép và thu hoạch cái sản phẩm thì sẽ đánh giá được cái sản phẩm nó chính xác hơn. Nhưng bây giờ trong cái bước đầu chúng tôi đã thấy có một cái hiệu quả rõ rệt trong cái ban đầu. Về cái sản lượng phân bón thì đã giảm đi một phần, tương ứng như mọi năm là cái vườn mía này chúng tôi bón 100% theo cái quy trình kỹ thuật. Nhưng đến nay chúng tôi đã giảm 50%, và để theo dõi kết thúc đến vụ ép thì chúng tôi sẽ có những cái nhận định cụ thể về cái lượng phân bón cho cái vườn mía này về cái hiệu quả kinh tế. Độ ngọt thì hiện nay là tại thời điểm này là mía chưa đến độ chín, cho nên là cái độ ngọt thì có chênh lệch theo cái tỷ lệ đường. Thì bên này thì hiện nay là chênh lệch thì so với cái bên kia thì có cao hơn chút ít, nhưng mà để đánh giá chính thức cái độ chín của nó thì mới cái kết quả của nó với trả lời chính thức được. Còn bây giờ ví dụ như bên này thì chúng tôi đo độ tỷ lệ đường, bên này hiện nay là đang 7 độ đường, hiện nay đến độ đường là tới 9 được đến độ 7, còn bên này thì chênh lệch một độ đường thì 6, thì hai bên nó chênh lệch nhau cũng có chênh lệch nhưng mà đang thấp. Thưa ông, khi mà biết đến cái sản phẩm này thì người ta nói đây là cái thực phẩm mà có nguồn gốc là từ thiên nhiên, vi sinh mà có được làm theo cái công nghệ nano, thì là ông là một người mà trong chuyên gia thì ông cảm nhận thấy cái sự bền vững cũng như là cái tác dụng của cái sản phẩm này. Cái tác dụng của sản phẩm này thì hiện nay là chúng tôi đã nhận thấy là không độc hại với môi trường. Về cái hiệu quả của đó là cái mà rõ rệt, các cái hộ mà thực tế của người lao động người ta đã tham gia vào để sử dụng